Hello cả nhà. Giờ này là đã giỏ chuẩn bị đi ra ngoài đầu lộ để rước hai người bệnh nhân này ở Bình Thuận và một người bệnh nhân ở Củ Chi. Nhưng mà hai người này hẹn nhau tại bến xe An Sương, từ bến xe An Sương lên cái địa chỉ mà đã giỏ cho đó ở ngoài đầu lộ. Tại vì đầu lộ vô đây nó không có xe ôm mà cũng không có xong xe buýt, cho nên đã giỏ phải ra rước hai chị, một chị một em ở phương xa đến đây là điều trị bệnh, đó là Phan Cứng Thiền Am bên bờ vũ trụ, đó là chị Vân Phạm và Sư Nguyễn. Bây giờ đại võ mời cả nhà chúng ta theo chân đại võ ra rước hai bệnh nhân yêu quý vô phòng khám để điều trị nha cả nhà. Rồi xin mời. Đang đứng ngã ba, chào cả nhà, đang đứng ở ba để mà đón hai vị khách quý từ bến xe An Sương lên là có từ bán từ điện. Ơi, đứng đây đón từ nãy giờ lâu quá, 20 phút rồi chưa thấy hai nàng đến. Trời chỉ mưa quá trời, không biết có kịp đó không trời. Trời ơi, cả nhà thấy trời đen thui nè. Đó. Trời đen thui rồi. Chút cái tắm mưa luôn. Rồi, mưa tới rồi. Mưa. Mưa chạy vô. Trời mưa núp dưới bóng cây đa. Rồi xe 85 tới kìa, mày sắp phụ không anh? Đang quay luôn nè. Đây hai nàng tới rồi. Lấy xuống hết chưa? Hết chưa? Rồi lại đây. Quay chút xíu đây. Chào mọi người coi. Chào mọi người. Chị ra vào. Rồi, lấy con trang xuống đây nè. Đó. Hai bệnh nhân quý mến nè. Rồi, rồi. Thôi kết thúc như đây nha cả nhà. Bắt đầu giờ chở bằng chiếc xe đạp điện này, chở Sư Nguyễn nha. Cái số Sư Nguyễn là đi xe đạp điện. Cầm được không? Em cầm được không? Cầm mấy hang. Ừ. Chạy từ từ nha. Rồi, rồi. Điện thoại là không có đền được đâu đó. Một hai ba in. Xin chào quý vị khán giả, Xuân Nguyễn là đi vô nhà chị võ nha. Dạ. Xuân Nguyễn tới nhà võ là hai chị bệnh thêm lần nữa nha. Một lần đầu tiên là Xuân Nguyễn thấy có hiệu quả rồi, là Xuân Nguyễn là mất ngủ kinh niên luôn, là mấy chục năm nay là vô nhà chị võ chăm cứu, chị võ cho uống thuốc là ngủ được cũng vài tiếng hồ cũng cỡ ba bốn tiếng đổ lại là hai cái đầu nó bớt đau, là con mắt nó bớt bớt mỏi. Bây giờ là Xuân Nguyễn đi, đi vô thêm một lần nữa là chịu cho cái bệnh Wilson son cũng là mấy chục năm nay luôn. Tại vì Xuân Nguyễn uống thuốc của chị đại quả Wilson son cũng 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 đỡ rồi, không uống có được 2 tháng chị ba không cái bỏ. Giờ nó sưng lại, nó sưng lại giờ phải vô lại chữa 2 tháng bệnh luôn. Đó, có cái này phải làm chữa dài dài nè, chứ phải thuốc tây đâu mà nó bớt đó rồi nó trở lại đó. Còn thuốc nam á phải kiên trì rồi nó chị em giúp đỡ lẫn nhau đó. Tình nghĩa là quý chứ không có cái gì.
nghĩa địa nào vô đây không? Nghĩa địa đây không? Nghĩa địa đứng ở đây. Nghĩa địa nào vô đây là tao vốn ở trong này luôn. Hỏi về luôn. Quý vị khán giả ơi, xin nghĩ đi. Xe máy chặn luôn. Máy chặn, đi máy chặn. À chào em chở xuống. Cũng nãy xuống xong rồi mất ba là giờ chờ xe Phương Trang. Phương Trang đi tới hả, nó nói ngã gì, ngã ba ngã tư ga gì đó. Rồi sợ gì chờ xe trung chuyển tới tới bến xe cái gì quên cha hả? Em xương. Người ta đi mấy chỗ khác nhiều, còn Xuân Nghĩa thì có một mình à, nó đâu có chở đâu, có người đâu có chở đâu. Dạ mà xách ba cái đồ. Nó kêu là bớt xe bít thì Xuân Nghĩa đâu có đó xe bít được. Mốt mà tới em xin ở đó đi, nếu mà đem đồ nhiều. Mốt cũng vô rồi đó, ai vô á. Dạ, mất đồ nhiều thì ở đó thì chị ăn ra chở vô. Chứ Xuân xa chị, xa sao chở, hai là chị cây chứ gì. Dạ. Thì hỏi là chị có mua đồ nhiều á thì chở được, chứ còn đồ ít như vậy thì em đi thì mà em được. Dạ. Để đám cứu đi. Tại nói vậy chứ trời ơi em ơi. Bây giờ đem vô và đồ đóng ra đóng còn lại để tủ để xíu mà để. Thì có cái đó đó mình mua đá đỏ vô nha chị ạ. Một ký ghẹ nha chị, một ký ghẹ phải ăn liền nha, vô phải xào liền nha, chống mà để mai được đâu. Cá đồ tôm một em làm sạch sẽ hết rồi giờ bỏ đá vô thì được. Bỏ đá. Dạ. Chứ còn ghẹ là không là em mua sáng qua rồi, bây giờ chiều nay phải ăn hết. Có chiếc ghẹ à, thấy kêu tôi biết vẫn đồ đó đồ luộc đồ lên ăn rồi đó. Thì có mua một ký hai ký chả cá Nha Trang, nhưng mà em để lại cho ông chồng hai nhé, ở nhà ông ăn đi làm rồi còn một ký rưỡi. Dạ có cá, có em có bình cá nữa chứ, bình cá em đem cho bạn đi. Rồi tới nhà thì bỏ nha quý vị khán giả ơi. Rồi đây là quý vị khán giả ơi. Rồi kết thúc nha, kết thúc video đây nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Rồi bye bye. Bye, bye.